với các bậc cha mẹ thì có lẽ điều hạnh phúc nhất là được đi làm giấy khai sinh cho con bởi vì từ lâu thì giấy khai sinh vẫn được xem là giấy tờ tùy thân đầu tiên của một con người không chỉ ở việt nam mà còn ở trên nhiều quốc gia khác ở trên thế giới tuy nhiên những ai gần đây mới đi khai sinh cho con sẽ thấy trên giấy khai sinh có một dãy số và khác so với các mẫu cũ vậy thì những con số này có ý nghĩa là gì xin mời quý vị sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây trong mẫu giấy khai sinh mới thì ngoài các thông tin như trước đây còn có dòng thông tin về mã số định danh cá nhân. Mã số này gồm 12 số được cấp cho công dân Việt Nam từ lúc chào đời, làm giấy khai sinh và được sử dụng trong cả cuộc đời thậm chí đến tận khi qua đời để làm giấy khai tử. Trong đó ba số đầu ba chữ số đầu tiên là mã tỉnh thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký thường trú. Một chữ số tiếp theo là mã giới tính của công dân. Trong thế kỷ 20 mã giới tính nam là 0, nữ là 1. Thế kỷ 21 mã giới tính nam là 2, nữ là 3 hai chữ số tiếp theo là mã năm sinh của công dân và sáu chữ số cuối là dãy số ngẫu nhiên khi trẻ đủ tuổi để làm chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân thì số định danh cá nhân lúc này sẽ trở thành số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân Tại hội nghị trực tuyến triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư diễn ra vào sáng nay ngày 14 tháng 11, Bộ Công an cho biết đến nay đã có 8 triệu số định danh đã được cấp cho công dân ở địa phương và 700.000 số định danh đã được cấp cho trẻ em mới sinh tại 17 địa phương, Hòa Bình và thành phố Phủ Lý, Hà Nam bắt đầu thí điểm thu thập dữ liệu dân cư. Vâng và cũng theo Bộ Công an thì khi mà cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được hoàn thành, mã số định danh cá nhân sẽ thay thế cho sổ hộ khẩu và chứng minh thư trong quá trình quản lý dân cư. Khi đó thì các cơ quan hành chính nhà nước chỉ cần có mã số định danh của công dân là có thể tra cứu được đầy đủ thông tin về một công dân nào đó. Và người dân khi đi làm các thủ tục hành chính thì không không phải mang theo quá nhiều giấy tờ như hiện nay mà họ chỉ cần mang theo thẻ căn cước cung cấp ba thông tin gồm họ và tên, mã số định danh và chỗ ở. Và dự kiến là đến năm 2020 thì sẽ áp dụng cái điều này trên cả nước.